xếp hạng 3 thị tộc sản sinh ra nhiều hoàng hậu cho Đại Thanh nhất. Trong gần 300 năm tồn tại của triều đại nhà Thanh xuyên suốt chiều dài lịch sử phong kiến, các vị vua nhà Thanh đã sách lập tất cả 17 hoàng hậu tại vị. Bên cạnh đó, còn có 12 vị phi tần được truy phong thụy hiệu hoàng hậu sau khi đã tạ thế. Hãy cùng Oanh Tạc Hậu Cung điểm qua 3 thị tộc sở hữu nhiều hoàng hậu nhất trong số 29 vị hoàng hậu dưới thời nhà Thanh nhé. Xếp ở vị trí thứ 3 là tộc Bác Nhĩ Tế Cát Đặc. Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Thị, còn được gọi là Bác Nhĩ Tế Cẩm Thị, là thị tộc nổi tiếng ở vùng đất Khoai Nhĩ Thấm. Các dòng họ Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Thị tại Mông Cổ có thể chia ra ở nhiều bộ tộc, nhưng đại đa số đều là thủ lĩnh của bộ tộc đó. Dòng dõi Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Thị của Khoai Nhĩ Thấm nguyên là hậu duệ trực hệ của Chuyết Xích Cáp Tát Nhi, em trai cùng mẹ của Thành Cát Tư Hãn. Có tất cả là 3 vị hoàng hậu tại vị xuất thân từ Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Thị. Một là Hiếu Đoan Văn Hoàng hậu, Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Chiết Chiết. Dù là kế thất, nhưng bà lại là hoàng hậu tại vị duy nhất của Hoàng Thái Cực, cũng là hoàng hậu đầu tiên của nhà Thanh. Bà tại vị ở ngôi hoàng hậu 8 năm, sau đó được tôn phong ở ngôi hoàng thái hậu, tại vị trong 6 năm thì qua đời. Hai là Phế Hậu Tĩnh Phi, Bác Nhĩ Tế Cát Đặc, Ngạch Nhĩ Đức Ni Bổn Ba. Bà là hoàng hậu đầu tiên của Thuận Trị Đế, cũng là vị hoàng hậu đầu tiên được phong sau khi nhập quan. Là người đầu tiên được hưởng quy chế lễ đại hôn, tức được kiệu đưa vào cung qua Đại Thanh Môn. Nhưng hoàng hậu tại vị được 2 năm thì bị hoàng đế ra chỉ dụ phế hậu. Ba là Hiếu Huệ Trương Hoàng hậu, Bác Nhĩ Tế Cát Đặc, A Lạp Thản Kỳ Kỳ Các. Bà kế vị hoàng hậu năm 14 tuổi và tại vị trong 8 năm dưới thời Thuận Trị Đế. Sau khi Thuận Trị băng hà, bà được Khang Hy Đế tấn tôn ở ngôi hoàng thái hậu. Bà là vị hoàng thái hậu có thời gian tại vị cao nhất hậu cung nhà Thanh, cũng như lịch sử Trung Quốc, trong 57 năm. Ngoài ra còn có 2 vị được truy phong thụy hiệu hoàng hậu. Một là Hiếu Trang Văn Hoàng hậu, Bác Nhĩ Tế Cát Đặc, Bố Mộc Bố Thái. Bà là phi tần của Hoàng Thái Cực, sinh mẫu của Thuận Trị Đế. Sau khi Hoàng Thái Cực băng hà, bà được tại vị lần lượt ở ngôi Thánh Mẫu, rồi Hoàng Thái Hậu dưới thời Thuận Trị, và ngôi vị Thái Hoàng Thái Hậu dưới thời Khang Hy. Sau khi qua đời, bà được cháu nội Khang Hy truy tôn thụy hiệu hoàng hậu. Hai là Hiếu Tĩnh Thành Hoàng hậu. Bà là hoàng quý phi của Đạo Quang Đế và là hoàng thái hậu trong 8 ngày trước khi qua đời dưới triều đại của Hàm Phong Đế. Sau khi qua đời, bà được dưỡng tử là Hàm Phong Đế truy tặng thụy hiệu hoàng hậu. Thời Mãn Thanh, bà cùng Đồng Ngạc Phi của Thuận Trị Đế là 2 trường hợp hiếm hoi, dù không phải hoàng hậu hay chính thất khi còn sống, cũng không sinh ra hoàng đế kế vị, nhưng vẫn có thụy hiệu hoàng hậu. Vị trí thứ 2 thuộc về tộc Na Lạp Thị. Na Lạp Thị, còn được gọi là Nạp Lạt Thị hay Nạp Lan Thị, là một trong những họ cổ xưa nhất của người Hải Tây Nữ Chân. Từ thuở nhà Thanh còn chưa hình thành, thị tộc này rất hùng mạnh. Dòng dõi Na Lạp Thị có 4 tộc nhỏ, bao gồm Cáp Đạt, Ô Lạp, Huy Phát và Diệp Hách. Khi nhà Thanh thành lập, họ Na Lạp Thị phân bố rải đều trong Bát Kỳ, rất nhiều gia tộc xuất chúng, sản sinh ra nhiều nhân vật lớn. Có tất cả là 3 vị hoàng hậu tại vị xuất thân từ Na Lạp Thị. Một là Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu, Ô Lạt Na Lạp Thị. Bà là hoàng hậu duy nhất tại vị của ông Chính Đế. Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu là vị Tiêu Phòng Thanh Mai Trúc Mã của ông Chính, cùng ông trải qua những năm cuối thời Khang Hy tranh đoạt hoàng vị. Từ đây có thể thấy được, địa vị của Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu dẫu không phải ân ái sâu sắc, nhưng được hoàng đế cực kỳ kính nể. Bà tại vị trong 9 năm thì qua đời. Hai là Thanh Cao Tông Kế Hoàng hậu, Ô Lạp Na Lạp Thị. Bà là hoàng hậu thứ 2 của Càn Long Đế, cũng là hoàng hậu nhà Thanh duy nhất không có thụy hiệu, bị hoàng đế thu hồi tất cả kim sách kim bảo và giam lỏng trước khi qua đời. Bà tại vị ở ngôi hoàng hậu 16 năm. Ba là Hiếu Định Cảnh Hoàng hậu, Diệp Hách Na Lạp Tĩnh Phân. Bà là hoàng hậu duy nhất của Quang Tự Đế. Bà tại vị ở ngôi hoàng hậu 19 năm, đến thời Tuyên Thống Đế bà được tấn phong hoàng thái hậu. Bà tại vị ở ngôi thái hậu 3 năm trước khi nhà Thanh chấm dứt, trở thành vị hoàng thái hậu cuối cùng của triều đại này. Ngoài ra còn có 3 vị được truy phong thụy hiệu hoàng hậu. Một là Hiếu Từ Cao Hoàng hậu, Diệp Hách Na Lạp, Mạnh Cổ Chiết Chiết. Bà là đại phúc tấn của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, đồng thời là sinh mẫu của Hoàng Thái Cực. Bà chưa từng làm hoàng hậu khi còn sống, thụy hiệu của bà được truy phong bởi Hoàng Thái Cực sau khi đã qua đời, do là sinh mẫu của Tân Đế. Hai là Hiếu Liệt Vũ Hoàng hậu, Ô Lạt Na Lạp, A Ba Hợi. Bà là đại phúc tấn thứ 4 của Nỗ Nhĩ Cáp Xích và là sinh mẫu của Nhiếp Chính Vương Đa Nhĩ Cổn dưới thời Thuận Trị Đế. Sinh thời A Ba Hợi chưa từng làm hoàng hậu, thụy hiệu của bà được truy phong bởi Đa Nhĩ Cổn sau khi đã qua đời.
Bà là người đầu tiên trong lịch sử nhà Thanh không phải hoàng hậu khi còn sống, cũng không sinh ra hoàng đế, nhưng vẫn có thụy hiệu hoàng hậu. Ngoài ra, bà cũng là trường hợp duy nhất được truy phong bởi nhiếp chính vương chứ không phải hoàng đế. Tuy nhiên sau khi Đa Nhĩ Cổn mất, bà bị Thuận Trị Đế truy phế thụy hiệu hoàng hậu. Ba là Hiếu Khâm Hiển hoàng hậu, Diệp Hách Na Lạp thị. Bà là phi tần của Hàm Phong đế và là sinh mẫu của Đồng Trị Đế. Sau khi Hàm Phong đế băng hà, bà trở thành hoàng thái hậu nhiếp chính của triều đình nhà Thanh, cùng với Tự An thái hậu khi con trai bà là Đồng Trị Đế lên ngôi. Sau khi Đồng Trị Đế băng hà, Quang Tự đế kế vị, bà lại tiếp tục giữ vai trò nhiếp chính cùng với Tự An thái hậu. Sau khi Quang Tự băng hà, bà chỉ định Phổ Nghi kế vị và tại vị ở ngôi thái hoàng thái hậu trong một ngày. Sau khi qua đời, bà được truy tôn thụy hiệu hoàng hậu. Mặc dù về mặt số lượng, Na Lạp thị và Nữ Hỗ Lộc thị đều có tất cả là 6 vị hoàng hậu. Thế nhưng Nữ Hỗ Lộc thị lại có đến 4 vị hoàng hậu tại vị, nên có phần nhỉnh hơn so với Na Lạp thị. Do đó, xếp ở vị trí đầu tiên là tộc Nữ Hỗ Lộc thị. Nữ Hỗ Lộc thị, còn được gọi là Nữ Hỗ Lỗ thị hay Nữ Cổ Lộc thị, là một họ của người nữ chân rất phổ biến triều nhà Thanh. Độ phổ biến và nổi tiếng của họ này được liệt vào một trong mãn tộc bát đại tính. 4 vị hoàng hậu tại vị xuất thân từ Nữ Hỗ Lộc thị bao gồm: 1 là Hiếu Chiêu Nhân hoàng hậu. Bà là hoàng hậu thứ 2 của Khang Hy đế. Sau khi kế vị trung cung, dẫu là một lương phối đắc lực của Khang Hy đế, nhưng vấn đề chính trị đan xen giữa cái chết của cha bà cùng sự xấu hổ của xuất thân, dường như đã thành áp lực khiến bà qua đời chỉ 6 tháng sau khi tuyên bố sách lập. 2 là Hiếu Hòa Duệ hoàng hậu. Bà là kế hoàng hậu của Gia Khánh đế. Sau khi tại vị ở ngôi hoàng hậu 21 năm, đến thời Đạo Quang bà lại tại vị tối cao ở ngôi hoàng thái hậu trong 29 năm. 3 là Hiếu Toàn Thành hoàng hậu. Bà là kế hoàng hậu của Đạo Quang hoàng đế và là sinh mẫu của Hàm Phong đế. Bà qua đời sau 6 năm tại vị ở ngôi hoàng hậu. 4 là Hiếu Trinh Hiển hoàng hậu. Dù là kế thất nhưng lại là hoàng hậu duy nhất tại vị của Hàm Phong đế. Sau khi tại vị ở ngôi hoàng hậu 9 năm, bà được tấn tôn làm hoàng thái hậu dưới thời Đồng Trị Đế, đồng nhiếp chính với Từ Hy thái hậu. Sau khi Đồng Trị Đế qua đời, bà tiếp tục vai trò nhiếp chính dưới thời Quang Tự Đế cho đến khi mất. Ngoài ra còn có 2 vị được truy phong thụy hiệu hoàng hậu. 1 là Hiếu Thánh Hiến hoàng hậu. Bà là phi tần của Ung Chính Đế và là thân mẫu của Càn Long Đế. Sau khi Ung Chính băng hà, bà tại vị tối cao ở ngôi hoàng thái hậu dưới thời Càn Long trong suốt 42 năm. Sau khi mất, bà được Càn Long Đế truy tôn thụy hiệu hoàng hậu. 2 là Hiếu Mục Thành hoàng hậu. Bà là nguyên phối đích phúc tấn của Đạo Quang Đế. Bà kết hôn với Đạo Quang khi ông còn là hoàng nhị tử Mân Ninh của Gia Khánh Đế. Vì qua đời trước khi hoàng tử Mân Ninh kế vị, nên bà chưa bao giờ được làm hoàng hậu khi còn sống. Thụy hiệu hoàng hậu của bà chỉ được truy phong sau khi Đạo Quang Đế đã lên ngôi. Bạn nghĩ gì về ba thị tộc trên và bạn yêu thích vị hoàng hậu nào nhất? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video hấp dẫn nhé người bạn của tôi. Chúc bạn một ngày tốt lành!